Xin mời các bạn cùng ông Rong Vlog đi khám phá vườn đào nhé. Nay ông Rong làm clip khác mời bận để các bác xem. Đây là đường đến Sơn Hải các bác. Tương đối là quanh co. Đang lên view của vườn đào phôi ở trên này. Lần này em đang muốn không quay vườn đào mà quay cả quang cảnh cho các bác xem nơi hoa độc đào cũng như là phong cảnh. Dốc cao lắm. Đường cũng tương đối đẹp các bạn. Gió là các bạn nghe có gió không? Đây đỉnh dốc. Đây. Đây hội mở đây cái view được ạ. View đỉnh dốc đây. Còn 20 mét nữa lên đỉnh dốc. Từ clip đợt này thì ông Rong Vlog muốn không những quay đào mà ông Rong quay luôn cả quang cảnh của khu vực trồng đào. Ông Rong muốn là đi có ý tưởng là đi quay các vườn đào ở miền Bắc. Nên là từ clip lần này thì ông Rong mong muốn các bạn ủng hộ kênh của ông Rong Vlog bằng cốc cà phê để ông Rong lấy lộ phí đi quay tất cả vườn đào ở các tỉnh miền Bắc các bạn. Các bác mà yêu quý kênh của ông Rong thì ủng hộ kênh của ông Rong cốc cà phê nhé. Ông Rong sẽ ghim tài khoản của ông Rong Vlog dưới màn hình. Bác nào yêu quý kênh của ông Rong Vlog thì ủng hộ kênh ông Rong Vlog để ông Rong Vlog đi làm những vườn đào đẹp hơn. Và kết hợp không những quay đào, ông Rong mong muốn là kết hợp cả cảnh để các bác biết. Vì đi rất nhiều cảnh đẹp không ạ, mà không quay là lãng phí, được quay vườn đào không lãng phí. Thì ông Rong mong muốn là để quay được vườn đào tất cả trên miền Bắc thì là ông Rong các bác mong muốn các bác hỗ trợ. Bác nào yêu quý kênh của ông Rong thì ủng hộ ông Rong bằng cốc cà phê. Ông Rong sẽ ghim tài khoản của ông Rong dưới clip. Mong các bác ủng hộ kênh của ông Rong Vlog nhé. Cảm ơn các bác. Đây là đỉnh đèo rồi. Khu vực trồng đào thì sẽ bật mí. Đây là nhánh của Độc Vân Thần các bác. Trên này độ cao là 400-500 mét. Đấy, tôi quay góc. Đây, gốc đào họ trồng ở ven đường quá. Đào này thì độ 35 nhẫn nhỏ. Ngay đập trên bờ đập Quân Thần. Đây thuộc xã Sơn Hải các bác. Đào trồng ở ngay dưới đường. Cây này thì vẫn nhỏ lắm. Tôi chưa gặp chủ nhà không?
vườn đào ấy. Vườn đào nhà thì nhà ấy là tôi không tự vào. Gốc đào thì vẫn nhỏ đấy các bạn, chưa to lắm, chọc theo đường vào. Chắc lên mấy trăm cây nữa. Ông Dòng cái lốc làm vườn đào, làm quang cảnh các bác xem kết hợp. Các bác yêu quý kênh của ông Dòng cái lốc, ủng hộ kênh Dòng cái lốc nhé. Rồi vào nhà xem chủ nhà có nhà. Ông Dòng cái lốc muốn quay tất cả cái vườn đào trên mấy tỉnh phía Bắc, khu vực miền Bắc đó. Nhưng để có lộ phí đi thì ông Dòng Vlog muốn, mong muốn các bác ủng hộ ông Dòng cốc cà phê. Ông Dòng sẽ ghim tài khoản của ông Dòng Vlog trên màn hình điện thoại. Các bác yêu quý kênh của ông Dòng Vlog, ủng hộ kênh ông Dòng Vlog nhé, bằng một cốc cà phê có. Đây chủ nhà đây rồi. Đường ngoài ở chủ nhà đấy các bác. Để tôi tìm hiểu chứ. Đây thuộc xã Xuân Hải quá. Trên này. Đây, chị ơi. Đó, nhà mình có đào phải không? Những vật đào nhà mình trên này phải không? Hay nhà mình có đào đấy không? Ừ. Đâu phải xem đi. Xem trước đây. Đây mình phun nước sâu làm gì đấy? À đây chủ nhà. Chào bạn. Nhà mình có nhiều? Không, trong nhà này thôi. Bao nhiêu cây? Cũng không đến bao nhiêu cây rồi, nào Tết thì bán cây bên dưới này hết. Tết bán bao nhiêu? Tết bán bao nhiêu? Tết thì cây thì 1 triệu, cây thì 1,2 triệu, cây bé thì 500. Cây to bằng cái nào 1,2 triệu? Cây, còn cái cây kia 1,2 triệu. Bằng cái nào? Cây ở bụi chuối xuống ấy. Đâu, đưa em ra. Sao lại quay làm gì? Em quay để chờ xem. Quay lại quay cả cái người á? Cả người chứ mới biết được chứ, người ta mới... Đây là cái nhánh đập của ấy hả? Hả? Đây cái nhánh đập đập quân thần ấy phải không? Ừ, không, nhánh đập Hồ Cấm Sơn mà. À, Hồ Cấm Sơn, quên rồi. Ừ, đây Hồ Cấm Sơn. Đây là Hồ Cấm Sơn. Chỗ này có cá không nhỉ? Có. Có cá gì? Có cá nhưng mà phải lưới thì mới lấy được nó. Nhà mình có bắt không? Mình không có, đàn ông đi bắt. Thế đàn ông đâu? Đàn ông già không bắt được. Già vẫn bắt được chứ. Đàn ông bao tuổi mà đã già? Già rồi, 70 rồi. 70 à? Đi không khéo rồi rơi xuống hồ ấy. Trước là bắt rồi. Đây con dâu hay con gái? Con dâu. Con dâu à? Năm ngoái bán hết cái to đấy không nhỉ? Năm ngoái bán cây to rồi. Ừ, thế còn cây bé rồi mà. Cây to đâu? Mà nó cũng... Năm ngoái cây to bán nào hơn triệu đâu, bằng cây nào? Còn sót cái nào? Còn cây này. Đâu? Còn cây này thì hai người bảo lấy, đến lúc là giáp Tết rồi lại bảo thế này không bán thua lắm. Thế thì sang năm không có cái gì đó. Cây này. Đâu? Đâu xuống đi, để thọ xem. Đi. Xuống gần gần nơi. Cái xuống à. Chú ở đâu lên thế này? Ở mãi dưới kia. Mãi dưới nào? Đây 1,2 triệu đây á? Ừ. Cái này 1,2 triệu cơ. Ừ. Để các bác vào tận nơi xem nhé. Ừ. Đâu phải xem trước ấy. À. Có một anh nó bảo là qua Tết thì cháu lên lấy, bảo thế, bảo lên thế qua Tết lấy gì? Và cháu chơi quả, nó bảo thế chứ. Điều. Đây cho bác xem. Trườn lắm, có đừng ngã trườn. Ngã đây thì chết đi. Không chết được. Cái chân nhà ai nuôi vậy? Đây là gốc bằng cái phích thôi mà. Bằng cái phích nhưng mà nó nhiều cành, nhiều nhánh. Ừ, bằng cái phích thôi, mà cái này chỗ đòi chỗ 2. Ừ. Đắt thế. Đắt gì? 1,2 triệu cái này. Đây thuộc Sơn Hải nhỉ bác nhỉ? Ừ.
Phải không? Đây là sơn hải. Đây 1,2 triệu cái này các bạn. Trên cành thì được, gốc thì đây gốc bằng cái phích mà nhé. Bằng cái phích thôi. Cái này là to nhất, còn sót mỗi cái này à? Còn cây là to nhất. Đấy, cây này bao tiền? Cây này thế này 400. 400 à? Ừ. Đắt đấy. Không đắt đâu. Hàng hoa đây không đây. Được mặc cả. Các cái, anh các chú đây nó không mặc cả đâu. Thế à? Ừ. Cái này nó không đẹp đâu. Này chỉ lấy gốc cơ mà. À, chỉ lấy gốc cái gì? Ừ. Chứ không lấy cành. Không lấy cành làm gì? Bây giờ chỉ lấy gốc thôi, đâu răng tại tháng 9 cắt chỉ lấy gốc thôi. À, đến tháng 8 tháng 9 cắt cái gì? Đúng rồi. Để mai sau này cành nó đắt hơn. Bán cành à? Ừ. Cành nó chẳng lấy về hoa, lấy hoa ấy. À, thế là bán cành. Ừ. Đằng này không lấy cành lấy gốc thôi. Lấy gốc thôi. Cành bỏ. Lấy gốc thì cũng có gốc 500. Ừ. Ừ. Như gốc này là mấy trăm? Gốc 500. Gốc 5... Lấy gốc là gốc 500. Xô, lấy xô là 400 được không? Như xô được 500. Hả? 500 lấy xô. Thế nhưng mà bá bán hay ông ấy bán? Bá bán. Ông ấy đâu? Ông ấy đi làm cỏ ngô ở nhà. Nhưng phải ông ấy hỏi ông ấy. Ừ, ông với cái gì à? Không biết gì. Biết thì biết nhưng mà ông không biết đâu. Không biết à? Ừ. Đâu cả trên đấy này cả. Hả? Cả trên này. Từ trên này qua trên này hết. Đâu? Ê, trên này, trên dọc đường trên này. Tức 500. Ừ. Đây có gì? Đây là phản sáng đây. Để tí cũng trong lên đường, trong view lại. Ừ. Tính là lấy ngay bây giờ. Lấy giờ lấy sao được. Ê, ai bỏ lên bây giờ người ta chọn bây giờ. Khuất nhà bà này. Ừ. Lũi ra vườn này nhỉ. Ừ. Nhà quê không nhỉ? Bên này không có, bảo không có mà. Đây đây. Một phần mũi, hai cành này. À, thế à? Ừ. À đây đây có vườn neo này. Bên dưới kia còn một cây. Đâu? Đây vườn đây. Con họ chặt mấy cây vải này đi hết rồi. Ừ. Trồng đào. Trồng chưa? Bây giờ mấy cố hố này. Trồng đào tốt đấy. Trồng đào thôi, trồng vải. Trồng vải con thua. Đây. Trồng vải nhiều, vải nhiều quá làm không kịp. Cây này thì chưa, chắc chưa bán. Hả? Những cây này. Cây này còn bé, chú lấy được thì chú lấy. Ừ. Cái này chỉ 200 bao nhiêu cô nhỉ? 200 với 100 xô. Không, 100 không bán. Bao nhiêu? Ui dù, cái này nếu mà nó nở hoa còn... Đâu, bán gốc chứ bán không gốc hoa. Không bán được. Cái gì? 100 không bán được. Không bán được à? Không, 100 rẻ lắm. Lấy xe nhãn thì cắt được rút rồi. Ừ. Cái xe rẻ đâu? Xe rẻ góc kia. Cô lấy mất. Ai nó lấy? Tất cả đêm chả ai lấy. Thì, nó đang nhỏ, nhà bái đang nhỏ. Trồng kẹo luôn là đi. Hả? Bây giờ cũng bảo là lấy trồng vào xong là cắt đúng kia cái này nó lại mọc lên nhanh. Ừ, mà. Giờ, đúng rồi. Đây này, có bé bé trên này, có bé bé quá. Nhà mình tên là gì nhỉ? Nhà ông Cúc, bà Cúc. Bà tên là gì? Bà Cúc, cứ gọi bà Cúc. Cúc gì? Ông tên là gì? Cứ gọi ông Cúc, bà Cúc thì nhiều con gì nữa. Ừ. Nó có nhiều đây, tên mà lộn đâu. Ý, cháu khóc rồi. Khóc đâu? Khóc rồi. Sao nó khóc? Đây, cái này đây. Cái này 200 được. 200 không được. Cái này này. Ừ. 200 không được. Đây có. Cái này chỉ độ bằng chai bia thôi nhỉ. Bằng chai bia thôi. Là trong vòng ngã không gì đâu không? Trước là ngã xuống ấy không gì đấy. À đây này có gốc to quá nhỉ. Gốc lấy bao nhiêu? Gốc to bao nhiêu? Đúng rồi. Nhà vườn gì nhỉ? Nhà vườn gì nhỉ? Tên nhà vườn là gì nhỉ? Vườn bà Cúc. Của bà Cúc. Thôn là gì? Đồng Tam. Đồng Tam. Đồng Tam Sơn Hải Ngạn ra. Bà Cúc. Đây con. Cái này thì hơi hỏng thân đi. Trên này được không? Cái này 500 quá. Đấy các bạn nhìn này. Gốc lại một cái phích.
Mà cuốc bài vào 500 các bạn. Đây bằng cái phích rồi. 500 một gốc. Đây. Gốc lạnh bằng cái phích mà. Gốc lạnh bé hơn. Để quay xa. Đây các bác nhìn view đây. Đấy. Đây là hồ cây đa có. Cũng làm kết hợp cả cả du lịch cả ấy thôi. Cả quay đào. Đây có nhìn. Đấy, bằng cái phích. Đẹp, cảnh này đẹp quá. Các yêu quý kênh của Rong Vlog, ủng hộ kênh Rong Vlog nhé. Đây nhà chủ đây quá. Đẹp lắm, cảnh đẹp lắm. Mọi dòng đào trên sườn sau nhà. Đấy là cháu nội cháu ngoại. Đây bà Cúc đây. Bà Cúc đây bao tuổi? Sinh năm 59. 9 năm nay mới qua sáu mấy. Đấy các bác nhìn cảnh nhà bà Cúc. Chuyển hết đào bà Cúc ạ. Chuyển trồng hết đào đi. Và anh Phụng cũng làm nên nên mua. Nên mua cành. Mua cành. Đây cành này Tết mua đây hả? Ừ đấy, cắt Tết bây mấy trăm đấy? Hai cành này á. Hai cành này à... Bây giờ gốc này bán chỉ độ mấy trăm thôi. Mấy trăm? 300 nhỉ. 300 bán được. Ông mua giờ thì mua người mua nhiều 20-30 gốc đi. Cái cành này hôm nọ là hai cành này 600 rồi. Đâu đấy là cành các cái gốc khác. Ừ, hôm nọ bán nói thật sự là hai cành hoa này là 600. Ừ. Cành 300. Đấy, cháu này, cháu lộ cháu trai cho cái. Cháu trai. Ê, nó cười. Đấy, cháu bà Cúc đấy. Đấy, đẹp trai không? Đấy. Để con đẹp cái gì nhỉ? Đấy, đẹp trai đấy. Ừ. Quay thế này để lấy lên à? Quay này lấy lên nay mai nó lớn thì nó biết bà nó. Lấy lên là vào cái canh nào? À tí em cho để xem. Ừ. Nhá. Ừ. Em chỉ quay đào không à? Quay đào rồi. Cũng biết kênh rồi. Có chứ nhỉ? Kênh Dung Dòng Vlog. Cái gì? Ông Rong Vlog. Ông Rong Vlog à? Ừ. Nói, được, nói. Bà giới thiệu nhà mình có bao nhiêu gốc? Nhà tôi tên là bà Cúc. Ừ. Ở đằng sau tôi toàn trồng đào thôi. Ừ. Vải không ăn thua trồng đào mà chỗ trên đằng sau nhà thì dốc lắm mà trồng đào. Ừ. Bây giờ còn tầm độ 50 cây này. Hồi nọ Tết thì bán... Bán cành. Bán cành, hôm nọ Tết bán cành được 7 triệu rồi. 7 triệu rồi. Vâng. Thế bây giờ đến 8, 9 bác làm mua gốc. Vâng, ai mua gốc thì cũng bán gốc, ai mua cành bán cành. Ừ, xô là mấy? Xô, đổ xô cây cây nhỏ, cây to, đổ xô. Cây nhỏ quá là bỏ. Thì, ví dụ cứ thế mình cứ nói thế. Ừ. Đổ xô cây nhỏ, cây to là cây 500. 500. 500, còn riêng cây trong kia thì có cây đấy 1,2 triệu. Người ta mua mấy chục cây thì cây đấy cũng thế, chứ còn riêng thì cây kia thế thì không được né. Giả dưới lên giả sử 50 gốc là 25 triệu luôn, còn cây kia gì nữa. Bán cho người ta về còn lấy là lấy lãi. Thế thì dòng. Thế thì cứ nói thế đi. Ừ. Đến lúc mua 500 một cây nhà bà Cúc. Ừ, lúc sự, gần bằng cái phích rồi. Ừ, thực sự mua thì lúc ấy thì mình sẽ lại ừ. Mặc cả sau. Bà nói, bà đọc điện thoại này. Điện thoại 0349
Rồi. 268-136. Ừ, vâng. Địa chỉ. Địa chỉ thôn. Thôn Tam Trễ, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc thôn Giang. Thôn Tam Trễ, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vâng. Hai bà cháu bà Cúc đang bán đào. Vâng. Đấy, cháu đấy. Cháu đấy. Cười tuyệt tuyệt, sướng. Đấy, ông Rong Vlog là xin các bạn ủng hộ kênh của ông Rong Vlog nha, xem nhé. Để ông Rong review những vườn đào để cho các bác xem. Có khoảng độ 50 cây nhỉ? Vâng. Tổng có 50 cây các bạn. Vâng. Thôn Tam Trễ. Tam Trễ. Ừ. Tức là bên này Đồng Tam nhưng mà bên kia Đồng Trễ thì vẫn là ở giữa. Cùng nhau ấy. Cùng nhau vẫn là vẫn có người ta vẫn gọi là thôn Tam Trễ. Ừ, Sơn Hải. Là đây là hồ gì nhỉ? Quên rồi. Hồ Cấm Sơn. Hồ Cấm Sơn có nhiều cá nhỉ? Có. Đây ông Rong ra view. Ở cái gì nhỉ? Bình Gia. Bình Gia. Vâng. Bắc Sơn. Phải không? Huyện Bắc Sơn phải không? Huyện Bình Gia. Huyện Bình Gia. Huyện Gia tỉnh Lạng Sơn, nó ở gần Thất Khê đó nhỉ? Giáp Cao Bằng phải không? Nó chỗ nào nhỉ? Nó ở trong vùng sâu vùng xa cơ. Ở lơ dưới này à? Gần trên gần Bình Gia. Ừ. Nó giáp huyện Chi Lăng không? Không. Không. Nó giáp huyện nào? Giáp ngã tư Bình Gia. Đâu huyện Bình Gia nhưng mà huyện Bình Gia nhưng mà giáp huyện nào? Bên cạnh huyện nào nữa, gần huyện nào? Bên cạnh xuống chả Chi Lăng còn gì nữa. Chi Lăng. Dầu không phải thôi. Xuống chả Chi Lăng còn gì nữa. Chi Lăng xong đến Bình Gia gì? Ừ. Xã thế. Bình Gia, huyện Bình Gia. Huyện Bình Gia. Thế là giáp huyện Chi Lăng. Giáp huyện Chi Lăng. Trên đồng mỏ. Vâng, vâng, phải rồi. Thế quên đường về được không? Thế quên đường về. Thế này. Người vùng sâu vùng xa không biết đấy. Cũng biết. Chào đi. Cháu chào đi chưa? Chào đi, chào khán giả bằng tiếng tiếng phát sóng 2 đi. Không biết tiếng thổ thật à? Chào đi. Để các bác mua đào, giới thiệu của các bác mua đào lên nhé, phát sóng 2. Nhanh. Cũng văn liệu vào. Ừ. Vâng, nên mua đào nhà em Tết em bán giá rẻ bất ngờ. Chú em mua đào. Ừ. Không biết mời tiếng dân tộc đi. Dân tộc cho người ta vừa xem. Phát sóng 2 đi. Đấy, chào cũng được. Chào vì loạn à? Có không? Chào Pì Loạn hay cái gì? Chào Pì Loạn, chào bác và thế à? Ừ, chào Pì Loạn là chào em thôi nhỉ? Phải không? Chào biết tiếng thổ à? Chào anh em. Người ở dân tộc bao năm ấy. Biết nghe tiếng thổ à? Vậy háng. Đi lầu là biết đấy. Biết nghe tiếng thổ. Đúng rồi, nói xấu. Lùng. Lùng á? Lùng Văn Sinh ấy. Ở đâu? Lạng Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn. Ừ. Em chắc bộ đội đấy mà. Thế à? Ừ. Đáng lấy vợ dân tộc đấy. Cô bảo không về xuôi, không biết cấy, không về. Ừ. Nó bảo leo rừng quen rồi. Ừ. Nó không về xuôi đâu. Không về xuôi. Nó bảo thế. Ừ. Năm nay bao nhiêu? Dạ. Em á. Đây các bác nhìn. Đập gì nhỉ, quên rồi. Hồ cái đa nhỉ? Phải hồ cái đa. Hả? Rồi, để lát nó. Nói chuyện ngay. Cái chuyện đấy anh trai ở trong miền Nam ra à, anh ra hả? Anh trai ở chỗ nào? Ở trong miền Nam, ở Lâm Đồng ấy. À thì đang ở Lâm Đồng gì? Lâm Đồng bây giờ ra bác mình rồi. À, ở bên ngoại ấy. Ra ngoại. Vâng. Ừ. Nhà cậu ấy. À thì vâng. con này nó hóng ghê. Mà liệu là khóc anh? Ok, thằng ngơ luôn. Các bác ủng hộ kênh của Rong Vlog nhé. Nhà bà Cúc. Thì ở mai này, đến nhà mai thì mới biết sao. Có 50 cây đào của bác. Các bác ủng hộ kênh ông Rong Vlog bằng một cốc cà phê nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.